Thưa quý vị, chiều nay ngày 10 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một vùng áp thấp vừa hình thành ở vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Lúc 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía đông, sức gió mạnh 37 km một giờ, tương đương với cấp 5. Trong 24 giờ tới, hình thái này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h và khả năng mạnh thêm. Trưa ngày 11 tháng 6, thì trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng áp thấp di chuyển hướng về vịnh Bắc Bộ và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trưa ngày 12 tháng 6, thì tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 7, tức từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 2 ngày tới nằm giới hạn ở phía tây kinh tuyến 115 độ kinh đông và phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc. Theo bản đồ dự báo, thì sáng ngày 13 tháng 6, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Dù vậy, thì cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về khả năng ảnh hưởng của hình thái này tới đất liền nước ta. Đêm nay, thì các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng đón thêm các trận mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên mực 5.000m. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi. Tại Hà Nội, thì mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm nay, kèm theo những hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 10 đến ngày 11 tháng 6, các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên cao từ 1 đến 2 mét. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra tại khu vực miền núi thuộc các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 6 tăng so với kỳ tính giá ngày 27 tháng 5. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 75,78 USD một thùng, xăng RON 95 là 77,26 USD một thùng, cùng tăng gần 3% so với kỳ trước. Riêng xăng RON 95 có thời điểm lên tới 78,15 USD một thùng, cao nhất kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tương tự, giá dầu cũng biến động đi lên, dầu thô có ngày chạm mức 77,33 USD một thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua tăng nhẹ. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 280 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 360 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với các mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 322 đồng một lít, dầu hỏa tăng 300 đồng một lít và dầu mazut tăng 580 đồng một kg. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ tăng trở lại ngay sau khi có phiên đứng giá vào ngày 27 tháng 5 trong nửa năm qua. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 4.541 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 4.830 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc không thay đổi. Tuy nhiên, chuyên gia không nghiêng về phương án này bởi mức chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đang cao với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 1.782 đồng một lít. Xăng RON 95 là 875 đồng một lít. Hiện tại, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 trên thị trường ở mức 18.426 đồng một lít, xăng RON 95 là 19.531 đồng một lít. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách,
những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày. Những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc. Là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay. Là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí. Là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng. Và là cả một thế giới thể thao sống động. Thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 02 444 501 365.